Mười Khói TV xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nha. Thì tới câu chuyện rồi mọi người ơi, cơ quan chức năng vừa phát đi một cái thông báo, đó là làm rõ, xác minh kỹ những cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng phát ngôn trong cái buổi livestream ngày 20 tháng 10 vừa qua. Cái này là tới câu chuyện thật rồi mọi người. Và bây giờ cơ quan chức năng đã chính thức là vào cuộc và điều tra xem là những cái lời nói của bà là có căn cứ không. Mà cái này mình thực sự mình nói là rất mệt mỏi cho bà Hằng á. Tại vì những lời bà nói trong cái thời gian vừa qua nó rất là nhạy cảm. Mà các bạn có biết là khi mà nhắc đến trại giam An Phước thì có rất là nhiều cái yếu tố rất là nhạy cảm, các bạn biết không? Đó là bà Nguyễn Phương Hằng này, bà nói là trong trại giam này có hoàng thượng, hoàng hậu. Thì không biết là những cái lời nói của bà Hằng này có căn cứ hay không. Mà nếu như bà Hằng mà không có chứng cứ, không có căn cứ thì chắc chắn là sẽ bị cơ quan chức năng khởi tố và bắt giam tiếp mọi người. Đây là một cái tình huống là nguy cấp chứ không phải là đơn giản đâu. Thật sự là không biết là ngay lúc bây giờ bà Hằng bà đang suy nghĩ như thế nào và bà có run sợ hay không. Khi mà những ngày qua bà lên mạng xã hội bà thách thức á, bà nói là trại giam tố bà đi, tố bà thì bà sẽ nói ra thêm một số chuyện nữa, thúi quắc luôn. Đó, mình chưa thấy các bạn nào mà bà nói ra những cái lời này các bạn. Thật sự là quá sai, sai càng thêm sai nha mọi người. Thậm chí là cái câu chuyện mà người phụ nữ mà đến gặp bà tại Đại Nam á, và bà này bà nói là cái bà này là tổ chức của Việt Tân phái đến để xúi dục bả xuống đường đi giải cứu sư thầy Thích Minh Tuệ mọi người. Thì cái này cũng rất là nhạy cảm. Mà trong khi là cơ Nguyễn Sinh là có đến cái nơi ở của cái người phụ nữ này tên là Trần Thị Đời ở Hậu Giang á, thì gia đình của bà này cho biết là bà Đời là mắc bệnh tâm thần là từ mấy năm trước và bà rất mến mộ bà Nguyễn Phương Hằng. Đó, trong khi bà Đời bà lên Đại Nam bà gặp bà Nguyễn Phương Hằng như vậy mà vô tình là bị chính bà Hằng là gắn ghép cho cái tổ chức Việt Tân này kia thì cũng rất là nhạy cảm. Mà mình nghe nói là hai đứa con của cái bà Đời này cũng đã làm đơn và tố cáo lên cơ quan chức năng rồi. Thì bây giờ tất cả là chờ kết luận của cơ quan điều tra nha. Mà mình thấy có lẽ là bà Nguyễn Phương Hằng trong 2 ngày qua thì bà cũng đã nhận ra cái sai của bà rồi. Và bằng chứng là bà không có xuất hiện trên mạng xã hội cũng như là livestream nữa mọi người. Hy vọng là cái vụ việc này nó được lắng xuống. Nhưng mà mình nghĩ dù có lắng xuống đi chăng nữa thì những cái lời nói của bà Hằng đã phát ngôn ra rồi thì không thể nào mà thu lại được. Có một số người suy nghĩ như thế này nè, đó là bà Nguyễn Phương Hằng bà nói là hoàn toàn chính xác, nhưng mà liệu có người nào đó là cài cắm cũng như là gài bả hay không. Cái bằng chứng mà mình phân tích dưới đây thì chắc chắn mọi người sẽ hiểu rõ thêm nè. Có nghĩa là trong cái thời gian mà bà Nguyễn Phương Hằng bà ở tù tại trại giam An Phước, từ 4-5 giờ sáng thì bà cũng phải vác cúc đi ra đồng rồi đi làm này kia, rồi ra nông trường rồi trồng chuối này kia đó, rồi đến 7-8 giờ tối thì bà mới về tới trại giam và bà mới tắm rửa nghỉ ngơi và ăn tối này kia đó. Hoàn toàn là bà tách biệt khỏi cái mạng xã hội mọi người, và hoàn toàn là không biết sư thầy Thích Minh Tuệ là ai đó, không biết ông này là ông nào. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng bà vừa ra tù được vài hôm thôi đó, thì bất ngờ bà lên mạng xã hội, bà lên tiếng nói ông thầy Thích Minh Tuệ nói này nói kia, rồi nói ông này là có nhiều cái đúng cũng như có nhiều cái sai và bà sẽ phân tích vào ngày 20 tháng 10 và bà sẽ quất sư thầy này không trừng phạt nào. Đó. Khi mà livestream và nói trên mạng xã hội như vậy thì rất là nhiều người nha, đó, vô phản ứng với bà Nguyễn Phương Hằng. Liệu rằng cái bà Trần Thị Đời đó, có phải là bà tự đến Đại Nam không? Hay là có một cái thế lực nào đó đứng phía sau bà Đời và xúi dục và thậm chí là mua chuộc cũng như là bỏ tiền ra và sai bà Đời đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng để nói ra những cái điều nhạy cảm như vậy đó. Thì cái này không biết là như thế nào mọi người, nhưng mà mình nghĩ đó, bà Nguyễn Phương Hằng mà không bao giờ dựng lên một cái câu chuyện như vậy đâu mọi người đó. Tại vì một con người mà ăn gân hùm mặt gấu thì không bao giờ mà dám mạo lên một cái câu chuyện tổ chức Việt Tân này kia. Trong khi bà Nguyễn Phương Hằng bà vừa mới ra tù thôi, mình nghĩ là có một kẻ nào đó đứng sau và muốn xúi dục bà Hằng đó, hạ bệ sư thầy Thích Minh Tuệ. Mà kẻ thù của sư thầy Thích Minh Tuệ trong cái thời gian qua là ai đó, thì chắc chắn là các bạn cũng đã biết rồi, đó là một số ma tăng tại thành phố tại Việt Nam hiện nay. Thì ma tăng như thế nào thì các bạn có thể hiểu nha. Ma tăng mà nói hát karaoke thì trở thành ma câm rồi kia mọi người, thì đó là có lẽ là
một thế lực nào đó, một ma tăng nào đó, khi mà thấy bà Hằng đang nổi tiếng trên mạng xã hội thì muốn lợi dụng và muốn dùng cái tiếng nói của bà Hằng để họ hạ bệ sư thầy Thích Minh Tuệ mà người. Mà bây giờ cái bà Trần Thị Đời có phải do một cái ma tăng nào đó để phái đến để nói ra những cái điều nhạy cảm như vậy đó, để hại bà Hằng cũng như là hại sư thầy Thích Minh Tuệ hay không, thì bây giờ mình cũng chưa biết được mọi người. Thì cái này phải dựa vào cái kết luận của cơ quan điều tra. Còn bây giờ tất cả đều chỉ trên giả thuyết nha mọi người. Nhưng mà mình rất buồn ở một chỗ là trước khi mà live stream ấy, thì có lẽ là bà Nguyễn Phương Hằng bà đã bàn bạc với ông Dũng Lò Vôi về toàn bộ những cái kịch bản đó, những cái lời nói cũng như là phát ngôn trên mạng xã hội. Nhưng mà không biết vì sao mà ông Dũng lại không khuyên bà vợ của mình, đó là bà Nguyễn Phương Hằng, đó là ngưng nói những cái điều nhạy cảm như vậy. Tại vì ông Dũng là ông thừa biết là bà Nguyễn Phương Hằng là vừa ra tù và chưa được xóa án tích, và những cái lời nói của bà Hằng trên mạng xã hội này kia thì chắc chắn là cơ quan chức năng đang theo dõi giám sát một cách chặt chẽ luôn đó. Ông thừa biết là bà vợ của mình nếu như mà nói ra những cái lời nhạy cảm như vậy thì có thể là bị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ, thậm chí là có thể ghép vào vi phạm cái tội 331 mọi người và tống bồ trại giam này kia. Mà tại sao là ông Dũng ông không có khuyên ngăn bà Hằng này kia đó. Và vừa rồi trên một số trang mạng xã hội thì xuất hiện một cái clip do ông Dũng Lò Vôi ông phát ngôn, thì ông Dũng ông nói như thế nào các bạn biết không? Ông nói là từ khoảng năm 2019 là bà Nguyễn Phương Hằng là được một người nào đó ở trong Đại Nam là cho uống một cái thuốc gì đó, cụ thể là cái thuốc gì mình không rõ, nhưng mà từ khi bà Hằng mà uống cái thuốc đó vào á thì cái người bà trở nên nóng tính rồi mất kiểm soát, rồi nói những điều tầm bậy trên mạng xã hội này kia. Thì ông Dũng Lò Vôi bây giờ ông cho rằng là bà Nguyễn Phương Hằng là do uống cái thuốc đó mới có tính tình nóng nảy cũng như là những cái lời nói mà thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội như vậy các bạn. Nhưng mà cái điều này mình khó cũng thấy rất là vô lý nha đó, tại vì không có loại thuốc nào hiếm mà có loại thuốc nào mà vừa uống xong mà con người ta trở nên nổi nóng khó tính như vậy các bạn. Và chưa bao giờ mà thấy một nhà bác học hay là nhà khoa học nào đó sáng tạo ra cũng như là chế ra cái vị thuốc này các bạn. Liệu rằng cái lời nói của ông Huỳnh Duy Dũng như vậy có muốn là bao che cũng như là bảo vệ cho bà Nguyễn Phương Hằng hay không đó. Những cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng trong cái thời gian vừa qua là rất là nghiêm trọng. Liệu có khi nào là ông Dũng Lò Vôi ông nói ra là do bà Hằng uống thuốc nên tính tình nó mới thay đổi một cách đột ngột như vậy đó, thì mình cũng không rõ được các bạn. Thực sự là cái thâm cung bí sử của hai vợ chồng ông Dũng Lò Vôi và bà Nguyễn Phương Hằng thì mình không biết, nhưng mà những cái hành động vừa qua của bà Nguyễn Phương Hằng nói chung là đi quá giới hạn mọi người. Tại vì đụng chạm tới người này người kia, mà các bạn biết rồi, giám thị ở trại giam An Phước đó là trực thuộc của Bộ Công an này kia đó, mà bà lên bà tố bà nói tùm lum như vậy đó, trong khi là chưa có cơ sở chứng minh, chưa có căn cứ cũng như là chưa có cái bằng chứng nào hết. Mà nếu như bây giờ mà trại giam An Phước có lật ngược lại thì có lẽ là bà Nguyễn Phương Hằng cũng khá là mệt mỏi mọi người, chứ không phải đơn giản đâu nha. Còn cái câu chuyện mà bà Trần Thị Đời này kia đó thì bây giờ chỉ cần chờ vào kết quả của cơ quan chức năng thôi, chứ toàn bộ những cái lời nói vừa qua trên mạng xã hội đó, những cái lời phân tích này kia thì toàn là những giả thuyết hết các bạn đó. Những giả thuyết mà đưa ra thôi đó, đó là những cái nghi vấn thôi chứ cũng chưa chắc chắn được. Bây giờ thật sự là chưa có thể biết được là bà Trần Thị Đời này có nói ra những cái lời là Việt Tân phái bà đến để gặp bà Nguyễn Phương Hằng hay không đó. Liệu chưa biết là bà Đời này bà có thật sự nói ra những lời như vậy hay không. Và bây giờ mình cũng chưa biết được là bà Nguyễn Phương Hằng là có vu khống cho bà Đời về việc là bà Đời nói bà là tổ chức Việt Tân đến gặp bà Nguyễn Phương Hằng hay không, thì cái này cũng chưa xác minh được. Tại vì cái đoạn clip mà bà Nguyễn Phương Hằng bà tung lên mạng xã hội ngày 20 tháng 10 đó mọi người, thì nó không ghi lại được cái lời nói của hai người đó. Nó chỉ thấy được một số cái lời nói của bà Nguyễn Phương Hằng thôi. Mà bây giờ nếu như mà dựa vào cái clip này để chứng minh là bà
Trần Thị Đời có liên quan đến cái tổ chức khủng bố thì cũng không có căn cứ, cũng thiếu cái sức thuyết phục mà mọi người. Và các bạn biết rồi, cơ quan chức năng cũng đang vào cuộc điều tra, và có lẽ là trong khoảng 5 đến 10 ngày tới đây thì có lẽ là cơ quan chức năng cũng sẽ thông báo chính thức và làm rõ những cái khuất mắc trong xã hội, cũng như là những cái tò mò, như là những cái khóc gấp khuất mà chưa được tháo gỡ trong cái thời gian vừa qua. Đó, thực sự là cái nước đi của bà Hằng ngay bây giờ thì rất là mệt mỏi. Đó. Cái thời điểm bây giờ mình khuyên bà Hằng, nếu như mà qua được một cái kiếp nạn này thì hãy xóa bỏ hết tất cả trên mạng xã hội. Đó. Không nên nói hưu nói vượng nữa, nói những điều vô căn cứ nữa. Thành thử bây giờ đối với bà thì gia đình là tốt nhất, là trên hết. Đó. Nên chỉ nghe lời thân trong gia đình thôi, và sống hưởng thụ và làm việc này kia để giúp đời giúp người này kia, chứ cũng đừng lên mạng mà nói này nói kia, rồi nó đụng cái người này người kia cũng không hay, rồi cuối cùng thì cũng không có được gì cho bà hết. Đó, bà thấy không, bà tố hàng loạt nghệ sĩ nhưng mà đâu có ai vô tù đâu. Đó, chỉ có một mình bà vô tù. Đó. Thì mình không biết là phía sau bà Hằng có một cái đội ngũ cố vấn truyền thông như thế nào. Đó. Mình nghĩ là nếu như mà bà Hằng bà bị xúi dục từ những cái đội ngũ cố vấn truyền thông này thì nên hãy bỏ cái đội ngũ cố vấn này đi, chứ đừng có mà giữ nữa. Nếu như mà giữ cái đội ngũ này thì chắc chắn là nó sẽ tư vấn cho bà đi những cái nước đi rất là lệch lạc và sai lầm nữa. Bây giờ thì mình nghĩ là bà Nguyễn Phương Hằng bà đã rút ra được cái sai rồi mọi người. Đó, bây giờ là trong 2 ngày qua thì bà cũng không có lên mạng mà nói này nói kia nữa, không có thách đố này kia nữa. Còn cái việc mà bà thách là sử dụng tới luật rừng này kia thì mình thấy là nó không hợp lý, tại vì nó không đúng với một cái người doanh nhân này kia. Đó. Người doanh nhân thì nó đời nào mà nói ra những cái lời như vậy các bạn. Mà mình cũng mong là cộng đồng mạng là cũng đừng nên là tấn công bà Hằng nữa, và cho bà một cái cơ hội. Đó. Dù biết là trong cuộc đời này ai cũng có một số lần lỗi lầm và sai lầm này kia, nhưng mà mọi người cũng nên biết thông cảm và tha thứ. Tại vì bà Hằng trong cái thời gian vừa qua thì bà cũng có rất là nhiều đóng góp cho xã hội. Bằng chứng là vừa ra tù này kia thì bà đã ủng hộ 25 tỷ đồng để giúp đỡ đồng bào miền Bắc bị ảnh hưởng lũ lụt trong cái thời gian vừa qua. Thực sự những cái điều đó thì cũng có thể thấy bà là một người doanh nhân, là một người có tầm và một người có tâm, đóng góp cho xã hội rất là nhiều rồi. Nên thôi, nếu như mà những cái lời nói của bà không phải thì mọi người cũng nên xí xóa và bỏ qua cho bà. Tại vì thật sự mình biết là con người bà rất là thẳng thắn, và biết là bà không có mục đích, không muốn là không có ý xấu với sự thầy Thích Minh Tuệ đâu, mà có lẽ là bà nghe những cái lời xúi dục này kia, rồi bà chưa nắm chắc về vụ việc và phát ngôn lỡ lời trên mạng xã hội này kia. Có lẽ là cộng đồng mạng này kia nó tung hô bà Nguyễn Phương Hằng lên cao quá, nên bà có một chút ảo tưởng này kia rằng những cái lời nói của bà là đúng. Đó. Nhưng mà thực chất là bà nói ra là có rất là nhiều, có một số điều nó sai, còn có một số điều có thể là nó đúng đi, nhưng mà nó không có chứng cứ, nó không có chứng cứ căn cứ, nên có thể là nếu như vậy sẽ rước họa vào bản thân mình đó mọi người. Mình hy vọng là ông Dũng là Vôi trong cái thời gian này sẽ ở bên cạnh bà và sẽ cho bà một cái lời khuyên, cũng như là nếu bà đang gặp những cái vướng mắc khó khăn gì thì hy vọng là ông Dũng sẽ đứng ra và tổ chức và dàn xếp và giúp đỡ bà được, để bà không có vướng vòng lao lý lần thứ hai. Đó, thực sự 2 năm 6 tháng vừa qua thì mình nói là một bức án cũng nói là xứng đáng với bà Nguyễn Phương Hằng rồi. Nên hy vọng là cái lần này bà sẽ tu tâm dưỡng tính và không nói xâm bại trên mạng xã hội nữa. Mười Khói TV xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi nha. Nếu như có tin mới thì Mười Khói TV sẽ cập nhật cho các bạn xem.